Chào bác, đây là kênh Kiên Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Thì hôm nay em lên cho bác mẫu Touring bãi Eurobike, một thương hiệu xe Mỹ, được trang bị khung nhôm của Shimano Touring, đây là bữa Shimano, một dòng xe Touring giá rẻ để cho các bác đi thể dục, giá 4,8 triệu, được trang bị khung nhôm đồ Shimano rất là ngon. Trong đây tầm giá chỉ có là 4 triệu 5 triệu. Eurobike thương hiệu của Mỹ, nhôm nước sơn nguyên bản, xe là cũng rất là mới nha các bác nhé. Trang bị bộ phanh V, cái bộ phanh là thường thấy trong những chiếc xe đẹp bãi. Bộ đời sau là Shimano Touring, đặt đĩa trước Shimano 7 tầng lip và 3 tầng đĩa, 21 tốc độ. Trên ghi đông của chiếc xe thì được trang bị bộ tay bấm và phanh Shimano. Bánh 700C, bánh tiêu chuẩn cho dòng xe Touring. Mayo Classic, Mayo Shimano Classic, một cặp Mayo sau Shimano Classic. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống, thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size từ khóa từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Chiếc xe còn cho bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75, đi là phù hợp. Lip 7 tầng, 3 tầng đĩa, 21 tốc độ, động rất là mượt mà. Chiếc xe này bên em đang bán với mức giá chỉ có là 4,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, trả hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cũng như là ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.